Ok các bạn, chuyến đi này mình dậy rất là sớm luôn. Bây giờ là 3:47 rồi. Chỗ mình thì bây giờ điện còn rất là sáng. Một hành trình đi săn, đi câu cá biển hôm nay rất là sớm và mình đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ rồi. Và bây giờ mình sẽ đi thôi. Ok các bạn. Đây là anh em mình đang chuẩn bị ra ghe và bắt đầu hành trình câu cá. Đây là trụ ghe à. Trụ ghe đang vô dẫn mình ra ghe. Đây anh em. Đây. Bây giờ lấy lại dây nè. Dây nè. Lấy nữa ra biển đi không sai. Đây đây các bạn. Đây biển anh em ở thúng đưa ra ghi. Dập giờ đét nữa không biết ra biển như ra sao nữa. Say sống rồi chắc ối mửa câu cái đồn nữa. Mình đã lên ghe rồi nha. Ghe này rất là to. Đây là một ngôi nhà để lúc mà trưa nắng là mình sẽ vô này mình nấu cơm mình ăn. Đây. Đó. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị nha các bạn. Trải nghiệm rất là thú vị. Và mình sẽ chạy ra ngoài biển rất là xa luôn để câu được những con cá rất khó khăn. Và đi ghe nói chung là nếu mà ai không quen đi ghe ấy thì sẽ bị say sóng. Mình không biết là mình có say sóng không nữa. Đây. Vô đây lái ra bớt say sóng á. Chết gái à, mà gái chưa chết giờ đi câu cá chắc chết cá. Này là mình sát thủ luôn nè. Giờ mình câu cá với sư phụ. Nói chung mà ra biển gặp cá gì câu cá nấy, cá mập cũng câu luôn mà cá ngừ cũng câu luôn. Ở cá bướm cũng câu luôn. Sư phụ nói chuyện hay quá. Đây. Đây là anh chủ à. Thì lại ghê. The summer is calling.
trên đầu về dập dờn lên dập dờn xuống, cảm thấy rất là sinh sống luôn các bạn. Nói chung là đi kiểu không quen là mình giờ mình sinh sống lắm mà giờ mình cảm thấy mắt ối rồi. Lên đỉnh đầu đây, đây là đỉnh con tàu rồi, đỉnh mu nữa. Đây đây, dưới kéo các bạn ơi. Ô, kéo to. Wow, con này. Mình sư phụ mình đang kéo kéo lên. Wow, đây đây. Wow, đây nè. Kèm nó lên luôn. Wow, đây nè các bạn. Đó, thấy không? Sư phụ mình mở câu ạ. Wow, to, bàn tay à. Bàn tay. Ừ. Quá to. Ô, bỏ vô đi. Đó, ngủ rớt như thế này. Rồi ơi. Cứ để ngủ. Y ba luôn á. Díu ra ăn cảm giết á. Câu rồi ăn thì câu đi giờ làm gì đó. Đâu? Ồ, cái to vậy không mà bơ nè. Cái. Ồ, đây đây đây. Ô, quay đầu lên tôi đang dính nhiều vô. Ồ coi. Ồ bằng mấy bàn tay mình luôn các bạn ơi. Đây. Ồ chị ghê vãi luôn ạ. Ồ lấy cái vô nó canh chua ơi. Chị cái đó bự quá. Cầm con ké, cầm cái đó lên chi. Cầm cái đầu vô là cái đuôi ấy, chụp hình với phim cho nó to. Ồ đâu. Được chưa? Được. Rồi chưa? Tao quay mà. Ờ. Đây nè các bạn ơi. Đây nè con ké nè. Đó, mở câu lên nè, thấy to. To hơn cái đầu mình luôn rồi. Ồ quá đẻ màu xanh nè. Cái này người ta gọi là ké mú. Cái mó. Rồi chủ nhân của ai câu kế đây đây. Ờ, ai đâu sẽ nhận, ai chủ nhân ai sẽ nhận. Đây, đây là chủ nhân của con kế. Ờ. Đây, bây giờ mình bỏ vô theo mình tháo ra bỏ theo thôi chạy máu. Đó các bạn, thấy không? Quá sướng luôn, con kế quá đẻ luôn các bạn. Thấy kế to giùm to lên. Nói chung là ok. Và bây giờ các bạn hãy xem tiếp tục. Các màn đầu ké nữa. Đây, mấy cái đây là mình mấy cái nhỏ. Mình lấy ra mình nấu canh chua. Bây giờ mình nấu canh chua rồi thì mình sẽ ăn cơm. Rồi đây. Lên hàng, lên hàng, lên hàng các bạn. Ồ, lên hàng, lên hàng. Con này to này, chắc to lắm nè. Ồ, sâu quá. Ê, chủ ghi câu thần thánh quá. Những phe câu thần thánh vừa chủ ghi. Chủ ghi cảm nhận cá đó. Tiếp tục bơi lên. À, cái con cá nổi ra bằng nước các bạn. Đó, đó. Wow. Wow. Wow, to quá. Nghe các bạn. Chú ghi quá đẳng cấp. Đấy, hả? Bỏ vô mà chàm cái ấy mình luôn à. Hay quá. Hay quá. Ghi cho hay á. Anh không? Câu này ông nhín nào, cầm câu hay gì không? Anh bây giờ câu không chín không?
nó táp là mi nó táp cái mình giật thằng chú. Bây giờ là 10 giờ rồi các bạn ơi, cho nên là mấy anh em mình câu cá giờ cũng đói rồi. Thế là giờ chủ ghe nấu cơm ăn. Ăn chưa? Câu đi mà. Thì nó ăn không ăn, không biết gặp sâu chưa biết đâu. Rồi ăn chiều đồng em ha. Đầy đủ không thiếu gì hết. Cơm, gạo, mắm, muối, bột ngọt. Không thiếu cái gì hết. Cá cũng có luôn. Thức ăn đồ uống có đầy đủ. Trải nghiệm cuộc sống mà mình ra biển mình câu cá, mình tự nó tự câu đồ cá, tự ăn con cá đó. Sung sướng biết là bao. Thú vị. Cơm miếng con cháo rồi hả? Cơm miếng con cháo rồi mạnh quá chéo không mất nét kìa ôi có gì nói vậy không chào ảnh đó chập đồ ghê nấu cơm miếng con cháo đồ ghê hơn. Thấy hai vụ ghê không? Đam đen hả? Về lạc đeo nè. Ừ. Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Xem hôm nay các bạn, giờ là lên son nấu cá, nấu con chua, cá mình câu. Cơm tính tiếp. Cá nhậu
Đây là lần đầu tiên mình ăn cơm trên ghe các bạn. Ăn ở giữa biển luôn. Hôm nay chú Bình chú ghi nấu rất ngon luôn. Nó khô hơi vài luôn đúng không? Anh ấy tưởng là nó cháo vậy rồi. Ngon lắm. Chàng nữa không biết là chua đúng không? Hiện lên gặp ngay cua ngay bán thôi. Wow, các bạn. Đây là chỗ ghê này. Ghê to. Đây. Đây. Wow, đây chỗ ghê câu đây. Hết luôn rồi, gặp cái sướng rồi. À, bây vô gặp cái câu cái tức lắm nghe, mở thiệt rộng ra nghe. Coi. Còn làm hai con cá luôn. Sâu quay là lâu rồi. Những cái nữa không? Đục quá kia thằng là. Ồ, thú vị quá. Con nhiêu này vậy? Ồ, con này bự chứ. Ồ, bự á. Vô. Ồ. Câu mà đầy sướng cơ không? Má nuốt ông mắt cậu. Chừng giật ra như vậy. Gỡ ra. Câu cá biển hôm nay chỉ là ngồi trên ghe và quăng cần xuống và giật cái cá lên thôi các bạn. Wow, cái cá lên kìa các bạn, lên. Wow. Đấy. Wow, hai con luôn. Wow. Để không? Em Đây các bạn. Anh vừa cần ra chỗ sư bụi. Đúng là đều cần rồi. Nếu còn anh cầm cái rơi lên vô lên. Ờ dạ dạ. Đấy 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 các bạn thấy không? Câu là hai cái này. Con. Bự quá các bạn. Đây là anh Thanh nha các bạn. Ở xét khủ. Còn bên kia đây sư phụ đang sửa con thì đi vừa lại nhé. Đấy, cái này. Ồ bự. Ồ. Bây giờ là 3 giờ rồi các bạn ạ. À. Mình chạy vô bộ và mình chia thôi. Một xô ké đầu tiên nè. Đấy. Xô ké thứ hai nè. Con ké rất là bự luôn các bạn ơi. Nhiều lắm. Đây, thêm xô ké thứ ba nữa nè. Không quá. Con như đây thôi. Á, còn đi qua con này chắc con đẹp đấy. Đó, quá là nhiều. Em thấy video này hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ nha. Bye, chào tạm biệt các bạn. The summer is calling.